Yêu cầu trước khi học tutorial Angular 15. Các bạn cần biết các kiến thức cơ bản về HTML, CSS và OOP, tức là hướng đối tượng. Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với tutorial Angular 15. Bài giới thiệu. Tại sao mình lại để phần giới thiệu sau phần cài đặt? Tại vì phần cài đặt sẽ gây hứng thú với mọi người hơn. Phần lý thuyết nhạt nhẽo này. Và đây cũng là cảnh báo spoiler cho những ai không thích lý thuyết, chỉ thích thực hành. Bài này chỉ có lý thuyết mà thôi. Các bạn có thể bỏ qua bài này để đến bài tiếp theo. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào định nghĩa Angular 15 là gì. Angular 15 là một open source dựa trên TypeScript và là một framework front-end web. Angular 15 đã được release bởi cộng đồng Angular Google. Và tutorial này sẽ bắt đầu với các kiến trúc của Angular, cách tạo một project đơn giản, padding dữ liệu, form template, routing và các tính năng khác của Angular 15. Chúng ta sẽ đi từng bước một để hiểu và thực hành qua các ví dụ. Đối tượng hướng đến của Angular 15. Angular 15 này sẽ hướng đến các sinh viên ngành IT muốn học Angular, các web application developer, người đang chuẩn bị lập trình về framework Angular và các đối tượng khác muốn tìm hiểu về framework Angular này. Yêu cầu trước khi học tutorial Angular 15. Các bạn cần biết các kiến thức cơ bản về HTML, CSS và OOP, tức là hướng đối tượng. Nếu các bạn chưa biết về các thuật ngữ này thì có thể tìm hiểu trên kênh của tôi. Link video để dưới phần mô tả. Ngoài ra, nếu các bạn biết về TypeScript và JavaScript thì được học Angular 15 tutorial sẽ càng dễ dàng hơn. TypeScript và JavaScript cũng có link hướng dẫn ở trong phần mô tả nha các bạn. Tiếp đến giới thiệu về Angular 15. Angular 15 là một framework web full stack dựa trên TypeScript để phát triển ứng dụng web và di động. Lợi ích chính của việc sử dụng Angular 15 là nó hỗ trợ responsive, có thể phù hợp với tất cả các màn hình từ di động, tablet, laptop đến desktop. Ngoài ra, padding dữ liệu cũng là một lợi thế rất lớn của Angular 15. Angular 15 sẽ giúp các bạn tạo ra những SPA, Single Page Application, biểu diễn dữ liệu động mà không cần phải load lại. Dữ liệu tự padding rất nhanh. Ngoài ra, Angular 15 còn dựa trên nền tảng TypeScript, hỗ trợ rất nhiều cho lập trình hướng đối tượng. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi đến các trang web nổi tiếng đã sử dụng Angular. Có rất nhiều trang web sử dụng Angular. Một số trang web nổi tiếng như là Weather.com, YouTube, Netflix, PayPal. Những trang web này đều sử dụng Angular. Như vậy là phần giới thiệu về Angular 15 đến đây đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Bài sau hứa hẹn sẽ có thực hành giúp các bạn đỡ nhàm chán. Tạm biệt Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.